Vâng, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Hải Phòng Today. Và hiện tại thì mình đang di chuyển tại đường Kiều Sơn. Không biết là có nhiều bạn biết cái tuyến đường Kiều Sơn này không? Và bây giờ thì mình sẽ di chuyển ra đường Nguyễn Bình Khiêm mọi người nhé, ở ngay phía chân cầu Nguyễn Bình Khiêm. Và mình sẽ đi ra đường Lê Hồng Phong để đi qua cái dự án Diamond, quay qua cho mọi người cùng xem. Và ngay trước mặt mọi người kia thì mọi người có thể nhìn thấy hai cái tòa nhà của cái dự án Diamond đang được vẫn còn đang được thi công. Mình đã nhìn thấy lắp khá là nhiều lan can và cửa kính rồi. Và ngay trước mắt chúng ta đây thì là cái lối rẽ ra đường Nguyễn Bình Khiêm mọi người nhé. Vâng, và trích phía bên kia đó chính là cái siêu thị Bixi cũ ấy, hiện tại thì đã đổi tên thành siêu thị Go rồi. Và hai cái tòa nhà Thùy Dương và Plaza ngày xưa đây. Ngày xưa thì thường xuyên là lên trên này để xem rạp chiếu phim CGV mọi người ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển vào đường Nguyễn Bình Khiêm để chúng ta đi sang đường Lê Hồng Phong mọi người nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi từ đường Nguyễn Bình Khiêm và cho đến đường Lê Thánh Tông luôn. Hôm nay thì mình sẽ di chuyển ra đến tòa nhà Thành Đạt Lê Thánh Tông cho mọi người cùng xem. Chúng ta sẽ đi qua đường Lê Hồng Phong và sẽ đi qua đường Nguyễn Trãi mọi người nhé. Và lâu lắm rồi mình không đi qua cái tuyến đường Lê Hồng Phong đắt đỏ và sầm uất bậc nhất ở thành phố cảng này. Tuyến đường mà kết nối sân bay Cát Bi vào trung tâm thành phố mọi người ạ. Vâng, thời tiết ở Hải Phòng hôm nay thì nắng rất là to luôn. Mọi người có thể thấy là mây rất là cao và trời là trông xanh. Và hiện tại thì đi xe máy như thế này thì nó cảm giác nó chỉ hơi rát thôi, nhưng mà nó có gió nó rất là mát mọi người ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào gầm cầu để đi sang bên này. Chúng ta nhìn được rõ hơn cái dự án Diamond. Vâng, và cái dự án Diamond Crown Hải Phòng này được chính thức khởi công vào ngày 20 tháng 11 năm 2020 với tổng diện tích lên tới 1,3 hectare. Chủ đầu tư tập trung chủ yếu vào các sản phẩm nhà ở cao cấp như khách sạn, căn hộ cao cấp, biệt thự với đầy đủ các loại hình diện tích đa dạng khác nhau, là biểu tượng hưng thịnh của khu vực thành phố Hải Phòng trong thời gian sắp tới. Vâng, và dự án này được thiết kế ra hai tòa nhà, một tòa tháp khách sạn 45 tầng và một tòa chung cư 39 tầng. Dự án có vị trí vàng khi tọa lạc trên khu đất giao thoa giữa đường Lê Hồng Phong và đường Nguyễn Bình Khiêm với diện tích rộng trên 1,3 hectare. Và mọi người cũng đừng quên là like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, để mình có thêm động lực đi quay những video mới về Hải Phòng và để cho mọi người cùng xem. Và phía trước chúng ta kia là hai cái tòa nhà Thùy Dương và Plaza ngày xưa, và hiện tại thì đã chuyển chủ rồi mọi người ạ. Và cái siêu thị Bixi cũ ở bên tay trái đây. Vâng, hai cái điểm nhấn của những cái thời năm 2000. Và hiện tại thì cũng chỉ còn lại là những cái kỷ niệm thôi. Vâng, bầu trời hôm nay là rất là nắng và trong xanh. Do vậy là mấy ngày hôm nay mình đi quay video lại cho mọi người cùng xem những cái dự án và những cái tuyến phố của Hải Phòng ấy, thì lên hình ảnh nó rất là lung linh luôn. Mặc dù đi ngoài đường nó hơi bị nắng và cực một chút thôi, nhưng mà bù lại thì chúng ta sẽ có những cái hình ảnh về đường phố Hải Phòng nó rất là chi tiết và lung linh luôn mọi người ạ. Vâng, hiện tại thì đã làm gần 11 giờ trưa rồi. Do vậy nên là cái nắng của cái tầm trưa nó rất là gay gắt luôn. Và cái tuyến đường Lê Hồng Phong này thì là một trong những cái tuyến đường mà đắt đỏ và đẹp nhất của Hải Phòng. Hai bên đường thì ô tô đỗ khá là nhiều. Mấy năm trở lại đây thì cái tuyến đường Lê Hồng Phong này xuất hiện khá là nhiều những cái tòa nhà cao như thế này, những cái khách sạn rất là to luôn, đồ sộ ở đây luôn. Hôm nay thì mình có chút việc ở bên thành phố nên là mình quyết định mình đi qua đây. Mình đi qua đường Lê Hồng Phong này để gửi tới mọi người một chút hình ảnh về cái dự án Diamond Crown hiện tại như thế nào rồi. Và mình cũng muốn là đi qua đó để xem cái dự án này được triển khai đến đâu rồi. Và tiện thể thì mình quay luôn một chút video cho mọi người cùng xem. Và mình sẽ quay luôn cái tuyến đường Lê Hồng Phong này ra ngã 6 cho mọi người cùng xem luôn nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi qua cái tuyến đường Nguyễn Trãi nữa để cập nhật thêm về những cái hình ảnh của cái tuyến đường Nguyễn Trãi này ra phía đường Lê Thánh Tông. Không biết là cái dự án cầu vượt Nguyễn Trãi bao giờ được khởi công. Hiện tại thì chúng ta có những cái dự án đang được triển khai, đó là cái dự án chỉnh trang ven sông Tam Bạc từ cầu Lộc Long cho đến cầu Hoàng Văn Thụ. Dự án thứ hai đó chính là cái dự án cầu vượt ngã năm Cơ Điện, hiện tại cũng đang được triển khai. Và cái dự án lớn nhất của thành phố Hải Phòng hiện tại thì đó chính là cái dự án trung tâm hành chính chính trị ở phía bắc sông Cấm, huyện Thủy Nguyên. Và mình cũng chưa có cái video nào quay ở bên đó từ khi khởi công cho mọi người cùng xem cả. Trước đây thì mình có một vài video quay ở bên đó, nhưng mà chỉ quay ở bên ngoài được thôi. Ở bên trong thì được quay kín và không có flycam nên mình không thể nào tiếp cận được ở bên trong cho mọi người cùng xem. Và hy vọng là mình sẽ có điều kiện và thời gian sắp tới để mình có thể gửi tới mọi người một chút hình ảnh về cái khu đô thị Bắc Sông Cấm
đặc biệt là cái dự án khu trung tâm hành chính chính trị hiện tại thì đang được triển khai như thế nào rồi cho mọi người cùng xem nhé. Bây giờ thì chúng ta vẫn đang tiếp tục hành trình trên cái tuyến đường Lê Hồng Phong hướng về ngã 6 Cát Bi Plaza mọi người ạ. Vâng, và ở video trước thì mình có gửi tới mọi người những hình ảnh của cái dự án chỉnh trang sông Cam Bạc từ cầu Long Long cho đến cầu Hoàng Văn Thụ. Cái dự án này thì hiện tại thì tổng thể mình đã đi qua hôm đó và mình đã gửi tới mọi người một số hình ảnh của cái dự án đó. Dự án đó đang triển khai là khá là chậm mọi người ạ. Mình cảm giác như là chậm hẳn luôn đấy so với những gì mà vài tháng trước mình quay cho mọi người cùng xem khi mà lễ khởi công bắt đầu. Và cái lúc khởi công ấy thì triển khai rất là nhanh, từ việc ép cọc và cho đến việc giải phóng mặt bằng, triển khai rất là nhanh luôn mọi người ạ. Giải phóng và giải tỏa luôn cả cái khu bến cũ đấy, rất là nhanh luôn. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy là khá là chậm luôn. Hôm qua mình có đi qua để gửi tới mọi người những hình ảnh đấy. Không biết là do cái dự án khu trung tâm hành chính chính trị ở bên kia đang tập trung xử lý ở bên đó hay sao mà cái dự án bên này nó hơi chậm một chút. Vâng, phía trước chúng ta đây thì là cái ngã 6 Cát Bi Plaza. Ở đây thì chúng ta có thể rẽ phải để đi vào đường Đà Nẵng, check bên phải là đường Lê Lai, đi thẳng là ra đường Nguyễn Trãi và chúng ta đi theo vòng xuyến thì có thể đi ra được đường Đà Nẵng đi Biên Phủ, ngã 5 và đường Lê Lợi. Và chúng ta có thể quay lại được đường Lê Hồng Phong để đi xuống sân bay Cát Bi mọi người nhé. Bên tay phải mình đây thì là cái giải công viên của đường Nguyễn Trãi và đây là đường Nguyễn Trãi. Chúng ta sẽ di chuyển thẳng ra đường Lê Thánh Tông. Và hiện tại thì đường Nguyễn Trãi vẫn như ngày trước mọi người ạ. Cái đoạn đầu này được mở rộng lên khá là nhiều. Và đây cũng chính là cái đường dẫn lên cầu Nguyễn Trãi trong tương lai. Mình cũng chưa có thông tin mới nhất về cái dự án của cầu Nguyễn Trãi nên mình chưa thể là thông tin cho mọi người biết được về cái dự án cầu Nguyễn Trãi bao giờ được thi công. Và có nhiều người nhắn tin cho mình hỏi rằng là cầu Nguyễn Trãi bao giờ được thi công. Hiện tại thì mình cũng chưa chắc chắn được. Nhưng mà chúng ta có thể là hình dung được là đến hết năm 2023 này thì cũng chưa thể là triển khai thi công được cầu Nguyễn Trãi. Và có lẽ thì chúng ta có thể là đợi đến năm 2024. Năm 2023 đã đi được nửa quãng đường rồi và chúng ta đang có rất là nhiều cái dự án đang được thi công, được triển khai. Đặc biệt là cái dự án Bắc Sông Cấm, khu trung tâm hành chính chính trị được đầu tư tới gần 10.000 tỷ đồng. Và hiện tại thì bên đó đang được triển khai rất là thần tốc. Và phía trung tâm thì chúng ta có cái dự án chỉnh trang sông Tam Bạc thì cũng đang được triển khai. Nhưng mà tốc độ hiện tại thì hơi chậm mọi người ạ. Còn cái dự án cầu vượt ngã Long Cơ Điện thì sắp tới đây thì mình sẽ đi quay ở đó để gửi tới mọi người những hình ảnh về cái dự án cầu vượt ngã Long Cơ Điện. Không biết là triển khai như thế nào rồi. Mình cũng thường xuyên đi qua đó thì tất cả khu vực đó đang được quây tôn kín mít để làm để ép cọc ấy. Hôm nào thì mình sẽ dừng lại mình quay chi tiết cho mọi người cùng xem. Và tại cái điểm nút giao ngã Long Cơ Điện thì mọi người chú ý nhé, cấm xe thô sơ và xe máy ở các hướng đổ về đi qua ngã Long Cơ Điện, chỉ có ô tô và xe container là được di chuyển qua đó thôi. Do vậy như là chúng ta đi xe máy thì không nên là đi vào trong đó, thì vì ở trong đó hiện tại thì các cơ quan chức năng giao thông là đang bắt lỗi ở đó rồi. Chúng ta không nên đi vào đó để vừa gây nguy hiểm cho chúng ta và vừa gây cản trở cho các phương tiện khác tham gia giao thông.
chúng ta có thể đi vào đường 208 để chúng ta đi ra đường Máng Nước, và chúng ta có thể là đi ra đường Trang Quan để vòng lại ra đường Tôn Đức Thắng. Vâng, đây là cái nút giao với đường Lê Thánh Tông mọi người nhé, nút giao đường Nguyễn Trãi với đường Lê Thánh Tông. Và bây giờ thì chúng ta sẽ rẽ trái để đi vào đường Lê Thánh Tông.